Hai thợ cô bác mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về mình lắp một cái cửa sổ nha cả nhà. Thì cái cửa sổ này là cửa sổ nhôm nha, xong bảo vệ bằng inox. Thì thường thường thì mình thấy nhiều cái chỗ để mà gắn cửa sổ này thì xây rồi gắn luôn, nhưng mà mình đi ngược lại nha cả nhà. Mình xây chừa ô xong rồi mới lắp cái cửa sổ này sau. Thì mình lắp cái cửa sổ sau này nó cũng có hai cái lý do nha cả nhà. Thì cái lý do thứ nhất á, thì mình lắp sau là nó rất là nó chuẩn, nó không bị ngã cửa hay là xéo gì chân nha cả nhà. Thì nhiều thợ có gắn trước á, thì trong khi cái cửa nhôm thì nó rất mềm, mà mình xây cái đầu trên này mà mình chổi mà không có khéo á thì nó sẽ quằn cái này xuống, nó quằn cái dạ trên này xuống, hoặc là ở dưới nó tông lên, rồi mình gắn cái cánh cửa thì cũng hơi khó. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách này để mình gắn sau nó cũng rất là hiệu quả cả nhà. Thì trong cái thanh nhôm này nó một có cái rãnh nè, ở đây nó có cái rãnh nè cả nhà. Thì trong khi cái rãnh này thường thường thì mấy anh cửa nhôm làm có chiều râu, nhưng mình gỡ râu ra mình bỏ hết trơn nha, mình không sử dụng râu. Tại vì hồ mình đổ vô trong này nè, mình chét vô trong này thì nó tuột vô trong này là không bao giờ nó xuất ra được. Với hai cái cánh cửa sổ mình là cửa lùa, nên mình mở ra mới vô là không có bị giạt cái khuôn bao này ra nha cả nhà. Nên có những chỗ mà người ta không biết đó, nói là gắn sau là nó rất dở, nhưng gắn sau là nó rất chuẩn chứ không phải là dở nha. Tại nhiều khi người ta không biết, người ta nói gắn sau là nó không dính bằng cái mình xây trực tiếp á. Nhưng mà xây trực tiếp thì cũng được, nhưng mà nhiều khi những cái thợ người ta như nói chung là yếu tay nghề đi, rồi người ta không có để ý tới là mình xây cái đường gạch ngang á là nó sẽ bị quằn. Và những cái thợ người ta lại người ta gắn gắp cửa vô, gắp vô không được thì người ta sẽ nhằn nha. Còn mình đây mình gắn sau, thì mình gắn sau như thế nào thì mình mời cả nhà cho các bạn xem mình gắn nha. Thấy video mình có hay hữu ích nhớ đăng ký và cho mình một like nha cả nhà. Rồi thì ở đây mình đã dán gạch nó có mặt bằng luôn cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ trải một lớp hồ này ngang rồi mình để khung cửa sổ luôn nha. Đó. Thì cái mình gắn như vậy thì cái song bảo vệ này không cần quấn bọc lại ngang cả nhà. Đó. Tại vì mình đâu có tô gì nhiều đâu, không có giăng hồ nhiều nha, nên nó cũng có cái lợi cho mình gắn sau nha. Cái này mình gắn mình cũng trong hồ cũng bình thường thôi nha cả nhà, như hồ xây nha, cũng không cần thiết hồ già nha cả nhà. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái khung lên nè.
rồi mình dựng lên nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ ra bề ngoài á, mình sẽ bỏ hồ vô nha. Đây bề trong á là nó có một cái thanh cái không bảo vệ bằng inox á, nó sát mình không có bỏ được. Mình ra bề ngoài mình sẽ bỏ hồ vô. Thì dưới này mình có trải một lớp hồ rồi, đó mình tô ém lại là cứng nha cả nhà.
Rồi mình đã gắn đắp hồ, bỏ hồ vô là đắp tô bề ngoài xong ngang cả nhà. Thì cái cửa sổ này là mình cửa sổ nhôm, thì cả nhà xây thấy cái của mình làm á, thì cả nhà thấy có hữu ích hay là không thì cả nhà làm thử đi rồi sẽ biết. Còn như mình đã làm nhiều lần, nhiều cái nhà ngang cả nhà, thì xây trước gắn sau cho anh em dễ gắn lắp cửa và mấy anh tạo cửa nhôm á, cũng dễ nhẹ vệ sinh nha cả nhà. Thì cái phần này mình đắp vô xong thì mình có đắp một cái chỉ nước ở trên luôn nha, trực tiếp luôn đó. Thì cái chỉ nước này thì bề bản là 6 phân nha cả nhà. Rồi sau khi mình đã lắp xong thì các anh em thợ mới, nếu mà có sơn bê á, thì mình chỉ lấy tấm mưu lông mình che lại bề nào thì mình làm xong là mình rút ra thôi nha cả nhà, cũng rất là dễ vệ sinh nha. Rồi một lát nữa mình sẽ quay vô trong bề trong á, rồi mình sẽ xử lý cái ôm ở trong, chám những cái kẽ ở trong lại, là cái khuôn bao bảo đảm như cả nhà là chắc chắn luôn. Thì video của mình á thì cũng khép lại nha cả nhà, hẹn cả nhà lại những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.